bởi vì em và anh Dũng cũng đã từng làm việc với nhau trong một thời gian dài rồi, thì cả hai sẽ hiểu cách làm việc của nhau, và như thế thì anh Dũng cũng biết được là khả năng của em tới đâu và sẽ chỉ dẫn được cho em dễ dàng hơn. Còn áp lực thì chắc là không, bởi vì anh Dũng trên set quay và ngoài đời cũng rất là dễ thương. Cảnh mà em ấn tượng nhất có lẽ là cảnh của ngày đầu tiên, bởi vì cảnh này là nhóm bạn phải vừa đạp xe đạp đôi trên một đồi trà mà đi đã khó rồi, đây là còn phải đạp xe đạp nữa, mà vừa đi vừa phải thi thổi bong bóng ra cái bóng to hơn giữa một cái trời mà mây mưa rồi sương mù và lạnh. Thực ra anh Will thì em có hợp tác trước đây trong một cái dự án quảng cáo rồi, còn Yun và Anvi thì đây là lần đầu tiên mà gặp mà hợp tác với hai bạn. Thì em cảm giác là cái đội này khá là hợp nhau, nghĩa là có đồ ăn thì cũng chia cho nhau, với lại cũng khá là vui vẻ, dễ nói chuyện với nhau. Mới làm việc được có với mọi người 2 ngày thôi, cho nên là vẫn chưa biết được, phải thêm thời gian thì nếu mà có xảy ra thì còn biết được là thế nào. Như em vừa nói thì là mình vừa mới biết các bạn được 2 ngày thôi, cho nên là nếu mà là con trai thì chưa biết được là sẽ say nắng hay không. Em cảm thấy anh Xuân Tùng rất là thân thiện. Trước đây thì em cũng có nghe những cái tin là anh Xuân Tùng rất là lễ phép, hay rất rất thân thiện, và em thấy những cái tin đó là đúng. Anh rất là dễ gần với mọi người, không có cảm giác là xa cách, là một ngôi sao hay là gì cả. Chắc chắn là em không buồn rồi, bởi vì trước đây em bắt đầu hoạt động nghệ thuật ở trong Việt Nam là từ 2015, đến bây giờ em mới được khán giả nhận biết và biết tới nhiều hơn. Thì dù có là bởi vì đẹp hay là gì đi nữa thì cũng là một cái mà gọi như là đáp trả cho những cái sự cố gắng vừa rồi của em. Ngoài ra thì em cũng có lẽ là sẽ cố gắng có thêm nhiều tác phẩm điện ảnh đáng nhớ hơn để cho khán giả nhớ tới mình như là một diễn viên có khả năng diễn xuất chứ không chỉ là đẹp. Dự án sắp tới của em là có bộ phim Người Bất Tử sẽ ra mắt vào tháng 10 này của anh Victor Vũ. Ngoài ra thì cũng sẽ có những bộ phim ngắn hay là những cái dự án phim điện ảnh khác nhưng mà chưa biết được. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái bộ phim ngắn này, và hy vọng là mọi người sẽ dành cho BTS Center của Việt Nam thật là nhiều cái sự ưu ái, và hy vọng là mọi người sẽ yêu quý dân diễn viên.